Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay ở đường Nguyễn Văn Cừ sẽ gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái miếng đất rất là rộng rãi, làm kho bãi đồ là rất là được luôn. Thì đây là vị trí của đất đường Nguyễn Văn Cừ ha, thuộc khu xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thì diện tích mặt tiền là bề ngang là 20m, chạy dài vô bề ngang là 28m, chạy dài vô là 80m. Thì tổng diện tích là 1.600m2. Đất thương mại dịch vụ nha, thì đất thương mại dịch vụ là có thể cất nhà, nhà kho, nhà xưởng là cấp 4 gì cũng được hết ha. Thì đây là con đường Nguyễn Văn Cừ vừa qua khu từ Hoàng Thơ vô qua cổng chào xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, thì sẽ tới vị trí đất. Đất này nằm gần con đường cao tốc vành đai phía Tây luôn. Đó, thì từ cái nhà kho bên đó qua tới mấy hàng rào bên đây thì ranh góc rất là rõ ràng hết trơn. Thì ở hai bên cất nhà hết trơn, còn cái miếng đất chính giữa ha. Thì chủ có nhu cầu bán miếng đất này cho quý cô chú anh chị em nào sở hữu, thì miếng đất này đang quay về hướng Tây Bắc nha. Hướng ánh nắng chiều cũng nhẹ. Thì đường trước nhà là đường container chạy ha. Đường Nguyễn Văn Cừ nó dài, thì nó thuộc của trung tâm thành phố Cần Thơ, nó thọ sát dưới xa quận Ninh Kiều. Thì vừa hết quận Ninh Kiều tới vô quận Mỹ, tới xã Mỹ Khánh đó, là nó cặp với quận Ninh Kiều luôn. Thì con đường này thì nó đầy đủ công năng hết trơn, các trường đại học hay là các cơ quan xí nghiệp của nhà nước đồ nó về đây gom về hết về khu này luôn. Kiểm toán hay là học viện chính trị hay là kho nghiệp vụ công an hay tòa án gì gom hết về khu này hết trơn. Con đường này rất là hot, thì có con đường cao tốc nó sẽ đi ngang luôn con đường này. Thì mời quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo đi dài vô. Thì đất rất bằng phẳng nha, nó đã cao hơn mặt lộ lộ này. Thì nó thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, thì mình làm được đa ngành nghề hết. Thì chạy dài dài ra đây cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo luôn. Ở con đường này là các ngành của nhà nước đã gom về đây rất là nhiều luôn. Từ dịch vụ công an tới đài cây đài truyền đài phát sóng luôn nè, phát sóng mặt đất luôn. Giờ về đây thì đây là đầy đủ công năng hết, các ngành nghề của nhà nước mở ra toàn là cái những cái lớn lớn không, kiểm toán nhà nước rồi kiểm nghiệm thuốc rồi kiểm rồi xét nghiệm thuốc gì đủ thứ kiểu. Thì một con đường này nó đầy đủ công năng hết, và đường cao tốc nó sẽ nằm ở gần sát bên đây của thuộc của quận Ninh Kiều luôn. Đây đại học Nam Cần Thơ đồ đầy đủ luôn. Thì để quay về dài cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo cái con đường Nguyễn Văn Cừ của thành phố Cần Thơ ha, chạy dài nói dài về hướng Phong Điền nha. Thì cũng như là đây bắt đầu về tới gần trung tâm Cần Thơ nữa, lọt qua bên Ninh Kiều rồi. Thì dài ra đây. Thì vừa qua bản cổng chào này là tới trung tâm thành phố Cần Thơ nha. Cái này hướng này sẽ chạy dài ra hướng Cần Thơ, còn hướng đi ngược lại là đi vô huyện Phong Điền nha. Huyện Phong Điền thì đang chuẩn bị nâng cấp lên quận Phong Điền. Thì tới đây là bắt đầu tới những khu của nhà nước thành lập những các tòa án hay là những cái trường chính trị đồ thành phố Cần Thơ đồ luôn, dài ra đây. Con đường này rất là tiềm năng phát triển. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu cái miếng đất bề ngang hai mặt tiền 28m vô mà 80m lên thưa đất thương mại dịch vụ hết luôn. Cái này là tại vì nó không cho lên thổ cư nha, nó chỉ là cho lên đất thương mại dịch vụ. Hồi trước nó là như vậy. Thì quý cô chú anh chị em về tùy theo sử dụng mục đích của mình thì mình đăng ký lên thổ cư sau ha.
Đó, đây là cái con đường cao tốc vành đai phía Tây nè. Đây là con đường vành đai phía Tây, nguyên cái hàng rào xanh bên lộ nè, thấy không? Nó sẽ đi ngang con đường Nguyễn Văn Cừ này, về ngang cả 100 m, mặt tiền đường sẽ là một cỡ 100 m đó. Rồi lấy lề lấy đường đồ luôn nha. Đó, quá chừng luôn. Đây là khu này riết là sau này nó sẽ nổi bật lên dữ dằn. Chừng 5 năm nữa là nó sẽ là VIP của trung tâm thành phố Cần Thơ. Đầy đủ các thành phần của nhà nước duyệt về con đường này hết. Thì giá bán dao động là 20 triệu một mét vuông. Thì bán hết cái miếng này khoảng tầm 32 tỷ. Thì với cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu một miếng đất bề ngang 28 dài 80 1.600 m² thì giá 20 triệu một mét vuông, thì bán hết miếng đất thì giá 32 tỷ thì có còn thương lượng nhẹ nha. Còn thương lượng nhẹ. Thì quý cô chú anh chị em mình coi vừa ý thì trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng giá cả ha. Đất thì cất kho bãi xưởng nhà gì cũng được. Rồi đất quay về hướng Tây Bắc thuộc của xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Giá bán dao động là 20 triệu một mét vuông, là bán rẻ nhất trong khu vực nha. Bán rẻ nhất trong khu vực luôn. Thuộc của xã Mỹ Khánh, vừa lọt qua xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, trung tâm thành phố Cần Thơ thì chỉ có là khoảng 4 cây số là tới trung tâm thành phố Cần Thơ rồi. Đây thì các trường trẻ, trường học sinh trẻ em, thì đây là bệnh viện ung bướu rồi ha, rồi tới bệnh viện SIS, bệnh viện tim mạch SIS đó, như bệnh viện kiểm nghiệm gì, bệnh viện rà soát bệnh tật, rồi bệnh viện chỉnh hình, rồi bệnh viện nhi đồ gom gì đây hết trơn. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều quý cô chú anh chị em mà chưa đăng ký kênh, rất mong được đăng ký kênh và ủng hộ, và nhấn chuông thông báo sẽ có những cái video mới sẽ gửi cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo cho để tìm đất và nhà ha. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.